Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại ThinkView. Thì nếu như anh em còn nhớ vào hồi thế kỷ 20 lúc mà mình chưa được sinh ra ấy, thì Samsung vẫn không phải là một cái tên quá là nổi bật. Về điện thoại thì tất nhiên là không thể so sánh với những ông lớn như là Nokia hay là Blackberry rồi. Còn về mảng TV thì Panasonic hay Sony vẫn luôn là người dẫn đầu. Nhưng mà bây giờ thì anh em thấy sao? Samsung đã vươn lên mạnh mẽ, nằm trong top đầu của thế giới. Và như ở Việt Nam, nửa đầu năm 2019 thì Samsung đã chiếm đến tận 50% thị phần rồi. Vậy thì điều gì đã khiến Samsung có những cái bước đi thần kỳ như vậy? Thì anh em phải nhớ lại là chủ tịch của Samsung, Mr. Lee đã từng chia sẻ rằng hãy thay đổi mọi thứ ngoại trừ vợ và con bạn. Thì đây là cái triết lý đã đi cùng với Samsung từ ngày xưa cho đến bây giờ. Và nó cũng đã được áp dụng trên cái bộ đôi sản phẩm vừa ra mắt là Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Plus. Về cái bộ đôi Note mới này thì nó không chỉ khác thế hệ trước về sản phẩm mà còn khác về định hướng, hướng đi của sản phẩm nữa. Và với cái triết lý đấy thì bộ đôi sản phẩm này nó có thể thành công hay không thì cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là nếu như anh em thích cái bộ đôi sản phẩm Galaxy Note 10 và Note 10 Plus này thì nó đang được bán với giá rất là tốt tại hệ thống cửa hàng Cellphone Net. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả video. Xin cảm ơn. Và vâng em, mình không kiềm chế được nên có đôi chút quảng cáo. Còn quay trở lại với nội dung chính của chúng ta hôm nay thì điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là việc thay đổi sản phẩm. Thì đúng với cái triết lý đó là ngoài trừ vợ con bạn, cái gì cũng phải thay đổi. Thì cứ mỗi khi ra một cái sản phẩm mới, Samsung lại có những thay đổi về tính năng mới, rồi thiết kế khác biệt, rất là nhiều điểm cải tiến và thay đổi luôn. Cụ thể thì so với chiếc Note 9 thì trên chiếc Note 10 và Note 10 Plus đã có rất nhiều cái cải tiến và nâng cấp mới. Nhưng tất nhiên là mình sẽ không nói hết ở trong video hôm nay đâu, mà mình sẽ để dành để làm một cái series video về Note 10, Note 10 Plus như kiểu năm ngoái mình làm với Note 9 ấy. Đùa anh em một chút thôi. Thì đấy, trong cái video hôm nay mình chỉ nói đến những cái điểm mà trên chiếc Note 9 đã làm tốt rồi, nhưng mà Note 10, Note 10 Plus nó vẫn cải tiến tiếp và vẫn làm tốt hơn nữa. Và rồi, điều đáng khen đầu tiên đó chính là về màn hình. Thì trên chiếc Note 9 màn hình đã rất đẹp rồi, tràn viền này rồi màn cong quyến rũ, nhìn rất là phê rồi đúng không? Nhưng mà lên chiếc Note 10, Note 10 Plus nó lại càng đẹp hơn nữa, viền lại càng được làm mỏng hơn nữa. Và bây giờ các cạnh đây viền rất là bằng nhau, đó chính là sự đồng nhất trong thiết kế. Thì đây là một cái điều iPhone đã làm rất tốt. Trên chiếc iPhone X có thể nó không phải là sexy nhất, nhưng mà các viền của nó thì được làm rất là cân bằng, rất là đồng đều, rất là đẹp luôn. Tất nhiên là bỏ cái tay thỏ đi nhá. Và cái điều đó tạo nên sự thoải mái về thị giác. Đây là cái điều mà trên chiếc Note 10 và Note 10 Plus Samsung đã chú trọng vào. Điểm cải tiến tiếp theo đó chính là về chất liệu. Thì trên chiếc Note 10, Note 10 Plus bây giờ chúng ta đã có khung viền kim loại nhôm, chứ không phải là sơn phủ nhôm anodine như thế hệ trước nữa. Với cái việc này thì nó giúp cho chúng ta có một cái khung viền bóng bẩy hơn và nó cũng khó chảy xước hơn nữa. Và tiếp nữa đó chính là cải tiến về camera. Chúng ta không chỉ có thêm camera góc rộng với chất lượng rất là tốt, phù hợp để chụp khi chúng ta đi du lịch này, mà bây giờ chúng ta còn có thêm cái cảm biến đo chiều sâu tốt hơn nữa để giúp những cái bức ảnh xóa phông nó mượt mà, nó xịn hơn nữa cơ. Hay là chúng ta có tiếp cái tính năng quay video xóa phông. Và về cái tính năng này thì mình lại để dành một cái video khác nhé, mình không nói chi tiết đây đâu. Và chúng ta còn có một loạt những cải tiến khác nữa, ví dụ như bút S Pen nâng cấp với rất nhiều tính năng hay ho này, rồi mic có thể thu theo khoảng cách. Mà về cái độ tốt của cái mic mới này thì Hưng Khúc đã có video trên Chill Tech rồi, anh em vào xem có thể để đánh giá chất lượng nhé. Và cũng đừng quên like cũng subscribe kênh, không Hưng Khúc kêu ca suốt ngày mệt lắm đấy. Rồi chúng ta cũng tiếp tục có cái cảm biến vân tay dưới màn hình, mặc dù nó cũng chưa phải là quá ngon. Tóm lại rằng ở đây như mình đã chia sẻ lúc đầu, đó chính là trên chiếc Note 9 đã có những cái tính năng nó rất là tốt, rất là ngon rồi, ngỡ chừng không thể cải tiến nâng cấp được nữa, nhưng mà Samsung vẫn tiếp tục cải tiến và nâng cấp nó trên thế hệ tiếp theo là Galaxy Note cũng như là Galaxy Note 10 Plus. Để có thể thấy rằng là Samsung luôn luôn thay đổi, luôn luôn cải tiến cái sản phẩm của mình để mang đến cho người dùng những cái sản phẩm cuối cùng tốt nhất. Và chúng ta cũng sẽ không ngạc nhiên khi mà trong tương lai biết đâu sẽ cầm trên tay một chiếc Note với camera ở trong màn hình, hay là bút S Pen có thể viết lên màn hình mà không cần chạm vào, đúng không? Điều thứ hai mình muốn chia sẻ anh em ở đây đó chính là việc thay đổi hướng đi của sản phẩm. Thì trên cái thế hệ Note mới, Samsung không chỉ tập trung vào cải thiện thay đổi cái sản phẩm đâu, mà còn thay đổi cả cái hướng đi của nó nữa. Thì bây giờ anh em có thể chú ý rằng là Samsung đã không còn muốn là người dẫn đầu về cái công nghệ phần cứng nữa. Trên Note mới chúng ta cũng chỉ có màn hình 60 Hz mà thôi, rồi bỏ đi jack cắm tai nghe, hay là trên chiếc Note 10 thì bỏ đi cả khe thẻ nhớ. Thì bây giờ Samsung đang muốn tập trung để xây dựng một cái hệ sinh thái. Mình muốn anh em xem cái video mà CEO Samsung đã chia sẻ. I'm not here just to unveil a new device. Now, we are beginning a new chapter of our long-term commitment to improve productivity and eliminate the gap between mobile devices and the PC. Như anh em thấy, tại sự kiện Samsung đã dành 1/3 thời gian để chia sẻ về Samsung Dex. Thì đây là một cái ứng dụng để cắm cái điện thoại của Samsung vào máy tính và để sử dụng những cái tính năng tương tự như trên máy tính luôn. Và thậm chí cái phiên bản mới Samsung Dex thì bây giờ nó đã có thể hoạt động trên cả nền tảng Windows lẫn cả nền tảng Mac OS, giúp người dùng có thể tương tác dễ dàng hơn giữa điện thoại với máy tính. Quá là hay luôn, đúng không nào? Và cũng tại sự kiện, anh em có thể thấy là có sự xuất hiện của CEO của Microsoft, nên chúng ta càng thấy rõ được cái mong muốn của Samsung muốn xây dựng một cái hệ sinh thái cho riêng mình và để nó có thể tương tác tốt hơn giữa điện thoại của Samsung với máy tính và có thể cạnh tranh trực tiếp với Apple luôn. Và thực tế thì không chỉ Samsung đâu, mà bất cứ một hãng nào cũng đều muốn xây dựng cho riêng mình một hệ sinh thái, nhưng mà chưa một ai làm được. Và Samsung cũng đã từng thất bại với Tizen. Tuy nhiên thì bây giờ với phần cứng của Samsung kết hợp với phần mềm của Microsoft thì chúng ta càng có thể mong chờ một cái tương lai rộng mở hơn với những sản phẩm của Samsung, đúng không? Đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ thì Huawei đang gặp rất nhiều khó khăn do cuộc chiến thương mại nữa. Và tóm lại thì trên bộ đôi Galaxy Note mới đã có nhiều sự thay đổi từ bản thân sản phẩm cho đến chiến lược của Samsung. Và cái điều đó có mang lại thành công hay không thì bây giờ còn quá sớm để có thể khẳng định, đúng không? Nhưng cái minh chứng gần đây nhất đó chính là cái lượng đơn đặt hàng của Galaxy Note 10 và Note 10 Plus nó gấp đôi so với chiếc Note 9 cơ. Mình nghĩ đấy là cái phần thưởng xứng đáng cho Samsung khi mà hãng không ngừng phát triển, không ngừng cải tiến để mang tới cho người dùng những cái sản phẩm chất lượng hơn nữa. Và còn thực sự những cái sản phẩm đấy nó có tốt hay không thì mình nghĩ anh em chúng ta, những người dùng sẽ mang đến câu trả lời, đúng không nào? Và anh em nghĩ sao về bộ đôi sản phẩm mới của Samsung cũng như là video hôm nay thì cùng comment thảo luận ở dưới video này nhé. Và anh em đừng quên like cũng như subscribe kênh để theo dõi video tiếp theo ThinkView. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.